Chào các bác nhá. Shop online Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Địa chỉ là Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Anh em nào ở khu vực gần thì vui lòng qua shop xem tham khảo các mặt hàng và ủng hộ shop. Còn anh em nào ở xa thì hàng sẽ là COD đi toàn quốc nhá. Thông tin liên hệ với shop, liên hệ với lại 5 số điện thoại của shop đây. Các mạng Vina, Viettel, Mobi. Hôm nay xin giới thiệu với các bác đó là cái lô hàng bơm cao áp, mẫu bơm nhỏ, đồng hồ nhỏ, mẫu bơm nhỏ mà mẫu 600.000 nhá. Đã có hàng, mới có hàng. Tuần trước là cái mẫu này là hết hàng. Mẫu này là mới hàng mới về nha các bác nhá. Thế ngoài cái mẫu bơm nhỏ vậy thì cũng có là cái mẫu bơm đạp chân gấp này, đồng hồ lọc ẩm to hoặc là đồng hồ to lọc ẩm nhỏ đều có nhá. Giới thiệu cho các bác cái lô hàng mới của cái mẫu bơm đồng hồ nhỏ, lọc ẩm nhỏ nhá. Các bác mời các bác theo dõi nhá. Mẫu bơm cao áp loại 600.000, loại 600.000. Vừa giới thiệu về sản phẩm, vừa cho anh em nắm được cái giá luôn. Cái mẫu bơm này là mẫu bơm 600.000, bơm cao áp, đồng hồ nhỏ, lọc ẩm nhỏ nhá. Thế ngoài cái mẫu bơm này ra thì shop vẫn còn rất nhiều cái mẫu bơm khác. Ví dụ như mẫu bơm bên này thì nó là chân đạp chân gấp này, đồng hồ to lọc ẩm nhỏ. Như trong hôm nay thì giới thiệu cho anh em chi tiết cái mẫu bơm đây nhá. Mẫu bơm đồng hồ nhỏ lọc ẩm nhỏ. Giá là 600 nhá các bác nhá. 600 thì đã bao gồm cả cước phí đến tận tay cho các bác nhé, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào khác. Các bác nhận hàng trước khi thanh toán tiền có quyền bóc ra, và tôi cũng đề nghị các bác là bóc ra xem và kiểm tra để đảm bảo cái quyền lợi của mình nhá. Thì các bác bóc ra xem thì đây là tôi cũng giới thiệu cho các bác luôn là cái bộ bơm này là có những cái phụ kiện nào đi theo, thì khi các bác nhận hàng kiểm hàng thì cũng đầy đủ phụ kiện như vậy nhá. Đây là cái Cataro, bơm này là bơm thương hiệu nhá, hàng gọi là Hiben đấy, Hiben đấy, 300 MPa, hàng thương hiệu. Cái này nó là hàng Trung Quốc, nhưng mà hàng Trung Quốc loại 1, gọi là hàng Trung Quốc trung ương đấy các bác nhá. Đấy, cái loại này đạp chân là đạp chân không gấp được. Đây, đây là cái đạp chân này, tay cầm nhá, tay cầm. Đấy. Và phần thân bơm, đối với cái mẫu thơm bơm này ấy, thì sẽ nhà sản xuất đã gắn luôn cho các bác cái dây bơm vào, gắn luôn cho các bác dây bơm vào đây nhá. Bơm này đúng là bơm thương hiệu, có chữ dập ở trên củ luôn này, HVBN TM nhá, đúng như là cái thương hiệu ở trên cái Cataro này nhá. Đây, bơm này là bơm loại 1 các bác nhá, bơm hàng loại 1. Ở ngoài ra thì sẽ có phụ kiện đi thêm nữa cho các bác nhá. Đó là một típ dầu bôi trơn, một típ dầu bôi trơn cũng có thương hiệu luôn, thương hiệu của hãng luôn, HV Ben nhá, 10g. Và một cái gói phụ kiện nhỏ để phục vụ cho các bác trong này nhá, tôi đổ ra luôn cho các bác nắm được này. Rồi, đổ luôn cho các bác nắm được nhá. Bao gồm có mấy cái bông mút lọc ẩm thì nó sẽ nằm ở trong này nhá, nằm ở trong này này, bông mút lọc ẩm này. Một cái đầu này là cái đầu các bác chốt vào dây này, giúp cho các bác test bơm, test bơm nhá. Đây, một đầu này. Một cái đầu này là cái đầu chuyển sang van xe máy, có nghĩa là sẽ bắt được vào đầu bơm này. Và trong này là có gen. Cái gen trong này sẽ xoáy vừa vào cái van xe máy cho các bác, thì các bác để chế cháo hay là truyền đi đâu thì tùy các bác nhá. Đó, đầu test bơm này. Một con ốc xả, ốc xả áp. Ốc xả áp này nó sẽ nằm ở vị trí sau này, sau đây, để các bác dùng bơm mà các bác nắm được rồi. Trước khi rút dây ra thì phải xả áp thì các bác mới nhả được cái dây ra. Con ốc xả áp này nó nằm ở trong túi, chứ nằm ở đây nhiều khi nó rung nó sẽ rơi mất nhá. Ốc xả áp nhá. Rồi. Và tiếp theo nữa cho các bác đó là hai cái ốc lục giác dài này để các bác bắt tay cầm này nhá, bắt tay cầm này. Hai ốc lục giác ngắn này để cho các bác bắt đạp chân. Bắt đạp chân nhá. Và tiếp theo là nó sẽ có cái bộ gioăng phốt. Ví dụ như cái gioăng trắng này là cái gioăng bắt ở cái vị trí chân dây bơm hoặc chân đồng hồ nhá. Cái này là cái phốt sim ở trong ti này nhá. Mấy cái sim nhỏ ở chỗ cái van một chiều, cái lò xo của van một chiều nhá, lò xo của van một chiều dưới gầm ấy. Cái lục giác này xoáy ốc này. Viên bi nhỏ ở trên cái chỗ này này, trên đỉnh bơm để cho giúp cản hút gió đấy.
đây là gọi là những cái dụng cụ, những cái sim hốt đi theo cho các bác để giúp cho các bác sửa chữa hoặc thay thế lần đầu tiên nha các bác nhé. Đấy, thế đây là chọn bộ cái phụ kiện của cái bơm 600.000, hàng thương hiệu HV Ben nhá, 600.000 bao phí đi toàn quốc cho các bác. Đấy, giới thiệu chi tiết được các bác. Mấy cái đồ phụ kiện mà dành cho anh em chơi TCP này thì cũng có, dạo này là hàng cũng hơi bị ít, không có nhiều các bác nhé. Thì có hàng thì giới thiệu các bác hàng đấy. Bây giờ là mấy dạo trước, mấy hôm trước là cái hàng này đang bị hết, bây giờ hàng này đã có về. Đó là cái bơm 600 cho các bác. Các bác vui lòng xem video.